Ngày 4 tháng 9 năm 2018, đoàn công tác phòng cháy chữa cháy quận 8 đã phối hợp cùng phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh nghiệm thu hạng mục cuối cùng trong công tác thi công sửa chữa chung cư Carina quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến trong tuần tới, công tác nghiệm thu sẽ hoàn thành và người dân sẽ được quay về nơi ở. Cơ quan chức năng đã kiểm tra các hạng mục phòng cháy chữa cháy tại block C của chung cư Carina như hút thông khói tầng hầm, hệ thống chuông báo cháy tại từng căn hộ, tạo áp cầu thang bộ và áp lực nước bơm chữa cháy. Đánh giá ban đầu, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại block C sau thi công sửa chữa đã hoàn thiện và đạt yêu cầu theo thiết kế thẩm định. Sau khi kiểm tra và so sánh với hồ sơ thiết kế thẩm định về phòng cháy cháy thì tôi sẽ đánh giá tổng thể cái hệ thống lắp đặt bố trí tại công trình. Kiểm tra đối chiếu hồ sơ đã được thẩm định thiết kế về phòng cháy cháy, nếu những cái hạng mục, những cái phần nào chủ tư chưa thực hiện xong, chúng tôi tiếp tục kiến nghị chủ tư thực hiện đảm bảo theo quy định. Theo chủ đầu tư chung cư Carina, hiện tại đơn vị đã thành lập lực lượng được đào tạo về phòng cháy chữa cháy để làm việc tại chung cư và đã thiết lập một trung tâm cảnh báo cháy. Sau khi hoàn thành công tác nghiệm thu, chủ đầu tư chung cư sẽ mời lực lượng tập huấn, hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy cho toàn bộ cư dân Carina ngay sau khi họ được về nơi ở.